Nam đến từ diễn đàn android.vn. Tiếp tục chương trình các giới thiệu những ứng dụng hay và tiện ích tới người dùng, mình sẽ review và giới thiệu với các bạn ứng dụng Agenda Weeklet Plus, ứng dụng sắp xếp lịch và thời khóa biểu hợp lý. Sau khi download file APK trên diễn đàn android.vn, bạn cài đặt và sử dụng. Sau khi cài đặt xong xong, bạn mở ứng dụng ra. Ứng dụng sẽ giúp bạn các bước làm cụ thể như tìm bằng cách chọn những khoảng trống trên màn hình chủ của bạn. S chọn Widget, chọn chức năng Android Agenda Widget, chọn kích cỡ và thành lập tạo. Sau đây mình sẽ làm. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập phần mềm Agenda Weekly trên giao diện màn hình chính. Bạn vào trang chủ ngoài màn hình. Bạn nhấn giữ một lúc, xong rồi bạn chọn dấu cộng và chọn phần chức năng Choose Witness. Ở đây bạn tìm ứng dụng Agenda Witness và tạo. Đây sẽ có các kích thước cho bạn lựa chọn từ 2x2, 2x3, 2x4, 3x2, 4x2, 4x3, 4x4, sao cho phù hợp với màn hình của bạn. Ở đây mình chọn kích thước vừa phải là 2x4. Màn hình rất to, bạn có thể điều chỉnh kích thước phù hợp. Như vậy, màn hình Agenda Widget Plus sẽ được tạo ra. Lúc này bạn chỉ cần lựa chọn và thêm các danh sách các công việc cũng như các vào lịch của bạn sao cho tiện ích nhất. Như vậy ứng dụng sẽ thông báo mình lựa chọn Select, lựa chọn cài đặt. Bạn vào phần cài đặt để cài đặt các thông số. Như vậy đã tạo xong. Có cài đặt như Refresh Weeklet là làm mới lại. Phần Setting là cài đặt. Data Source là thêm các lịch, kỷ niệm, sự kiện, sinh nhật. Automatic Refresh là tự động làm mới các sự kiện của bạn. Theme là lựa chọn các hình nền, màu sắc. Theme ở đây mình sẽ chọn màu cho.